Vâng, hôm nay em lại tiếp tục lên cho các bác bộ siêu phẩm Belarus 530. Vâng, chiếc xe này thì hai câu các bác nhé, đang sử dụng rất tốt, nhưng hiện bây giờ chủ chuyển đổi sang công việc khác và kêu Lê Tuấn lên review lên cho tất cả anh em cùng toàn thể tất cả những người đang ưa thích dòng Belarus 230 530. Dòng này thì các bác biết rồi, nhẫn là trong kênh của em về Belarus, rồi những dòng cao cấp, những dòng đều có hết trong kênh của em. Nhưng riêng xe này thì hôm nay chủ kêu em Belarus 530 hai cầu, cầu lên các bác nhá. Đấy, đều như thế này. Đấy, vỏ 18430. Vỏ trước thì là 13620 với một màu lông lá thì đang ở đồ chết các bác nhá, không bán chảo. Nhưng cam đoan với các bác là xe đang đi làm bình thường, mọi cái đang nguyên. Vâng, đấy, giá 145 triệu. 145 triệu. Bác nào thích về chỉ làm. Đấy, để đi vào chi tiết, em đã báo giá cho các bác thì em mời các bác cùng em bắt đầu từ vỏ trước. Đây các bác nha, đấy, vỏ trước 13620. Đây. 13620. Rồi đấy. Vỏ cũng mòn nhưng vẫn đang thoải mái các bác nha. Rồi ở đằng trước thì là có một cái gọi là cái càng. Đấy. Thì bên này gãy rớt mất rồi. Đấy, càng này như này và có giấy tờ các bác nha. Xe này có giấy tờ. Đấy, 70LA2313. Đấy. Đầu xe có giấy tờ. Rồi sang bên này. Vâng. Và tiếp tục cầu trước các bác nhá. Đấy ạ, cầu trước đẹp. Đấy, xe vẫn đi làm các bác nhá. Cổ nó cà là nó sáng lên các bác biết rồi. Đó, xe vẫn đi làm bình thường. Đấy, đây, em lấy lại cho các bác xem này, cho nó rõ cầu trước. Đấy, và đây là cổ nó cà vào nó sáng trưng luôn. Đấy, rất sướng. Đấy. Các bác nhá, không gì nhớt. Các bác nhá, khô ra. Đây. Rồi, ok các bác. Rồi, em tiếp tục cho các bác xem bên này. Đấy. Rồi, và tiếp tục chúng ta khám phá trái tim của siêu mẫu Belarus. Đây, tất cả máy khô, chủ nhà rất kỹ. Đấy, rồi và các bác xem dưới này cho em. Đấy, cái này đời bao nhiêu à? Anh Trung ơi. Đời 96 các bác nha, cực kỳ cao. Đời 96. Đây này có sọc luôn này. Đời 96 turbo. Rồi đời 96 turbo đây các bác này. Đây em quên đi em. Đúng là ngớ ngẩn. Có đây mà em cứ đi hỏi lung tung. Đấy. Đúng là càng học càng ngu. Càng coi nhiều càng dốt. Đúng vẫn có sẵn đây rồi cứ đi hỏi. Chủ nhà nhiều khi ông quên luôn. Còn ngu hơn Lê Tuấn. Đây các bác. Đây đây. Để em xôi ở trong cái háng này rồi. Có khi có lồng lá gì chờ bác coi đi xứ. Đây đây đây, 98 quá nha. Thấy chưa? Đó, em xôi từ trong đồng rất nhiều cái. Nhưng mà cái này là chủ nhà sạch sẽ. Chủ nhà rửa. Chứ nhiều cái em thật cái bác em phải rửa thấy mẹ luôn á. Đó. Rồi các bác này, nha. Rồi, đời 98, đời cao. 98. Và 96. Ở máy này này, máy 96 mà đây 98 này. À đây 96 này. Đây 96, còn máy này này, 98. Rồi tiếp tục ta xôi đến cái phần này là đây 96 luôn các bác này. Đây, rõ ràng. Thấy chưa? 96. Rồi tiếp tục bên này. Rồi không thấy. Đó. À kia kìa, trong này 98 luôn các bác nhá, trong này này, đây 98. Này. Đây là 98 này. Không phải con cổng tầng của bên phòng. Đây 98 luôn. Và thấy không? Đấy, em nhìn thấy đó, 98. Mới được. Còn không có tươi là đại 98. Rồi em nhìn thấy là đại 98 các bác nha, các bác yên tâm. Rồi chuẩn luôn á. Rồi 98. Đời 98. 96 và 98. Rồi cái này này. 96 này. Cái này 98 này. Và 98 này, 98. Liền đời. Rồi vỏ 18430 vỏ còn rất đẹp. Của cabin rộng. Đấy. Cabin thì chủ nhà làm cho ta một cái ghế hơi bị xịn sò. Rất đẹp. Đây và riêng cái chỗ này là ok đẹp luôn các bác này.
bàn thờ và vô lăng rất đẹp. Chủ nhà thay đổi cơ chế từ bất động sản rồi qua mua xe về cày, và bây giờ thì bất động sản không tiêu thụ được thì mua xe này về cày, và đến bây giờ thì bất động sản bây giờ để cho cổ lên, bây giờ cũng không bán được, thì bây giờ tiếp tục đổi sang mở quán thì bán chiếc xe này. Đấy, đây chủ nhà. Nhiều khi râu ria chủ nhà lên dữ rồi. Bây giờ quay sang làm mỹ phẩm cho chó. cạo lông chó. Đấy. Vâng, vui một tí với các bác một chút, nhưng thực tế là chiếc xe này đời cao các bác nhá. Hai cầu cầu chế. Đấy, 145 triệu. Đó là đây có chủ nhà đây, em nói to cho chủ nhà để chủ nhà biết rằng cái giá chủ nhà đã ngồi với em nãy giờ. Và thứ nhất, lúc đầu tiên chủ nhà mua chiếc xe này là 185 triệu. 85 triệu về lên vỏ. Đấy, thì tất cả mọi cái nó thay thế cũng rất nhiều. Nhưng mà thôi, cái chuyện mua xe thì các bác biết là thích thì chơi, nhưng một khi chịu lỗ thì phải chấp nhận. Đấy, thì xe em đã báo cáo các bác, Belarus 530. Đấy, máy 98 liền đời luôn. Nói chung với các bác như vậy. Vỏ viết thì như em đã giới thiệu các bác, 145 triệu. Bác nào đang cần dòng này thì hãy điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198 các bác nhá. Đấy, em dẫn các bác lên gặp chủ luôn. Đấy. Đấy, và tiếp tục thì ở đằng sau đít em này là xe vẫn đi làm, và riêng dàn cháo này này thì chủ nhà không bán. Chủ nhà chỉ bán xe và nguyên xi như thế này. Thưa các bác, đấy tất cả đây thì thùng dầu đây. Đấy, thùng dầu hai bên nhưng mà bây giờ cắt đi một bên để lại một bên. Còn ti cái ti ben này, mỏ gọ này, rồi các thứ đang nguyên luôn này, chủ thay rất kỹ nữa, đoàn gánh, rồi cặp kiếm đầy đủ hết, cu sới đầy đủ các bác nha, cu sới này, và có cả móc ngoặc cho các bác luôn. Đấy, riêng xe này, đẳng cấp, hai cầu, nói như vậy thôi, một giá tiền 145 triệu là các bác cũng rất dễ chịu rồi, đúng không ạ, với một cái cầu lên, nhưng đối cầu lên và cầu riêng thì nó chênh lệch nhau rất nhiều. Đấy, nhưng mà để làm sức mạnh như chiếc này thì nó đồng đều, bởi vì chủ nhà đang đi làm chứ không phải là chủ nhà đây nha, mới đi cày về này. Đấy, chiều hôm qua đi cày thì kêu Lê Tuấn, nhưng mà Lê Tuấn lên thì lại mưa, cho nên là chủ nhà đi cày về, và sáng nay thì hẹn Lê Tuấn lên. Đấy, thì các bác nào nếu như qua video này nha, thì các bác hãy gọi điện thoại cho em dẫn lên nhà. Đấy, gặp chủ và đôi bên thương lượng. Đấy, đây là nguyên đây, cầu đây, cầu đang nguyên xi luôn các bác nha. Chủ nhà nói là cầu đang trên nhưng mà chạy như thế này thì không cần phải lắp cầu. Còn nếu các bác cần thì các bác lắp lắp vào là xong. Đây, MT3 70. Đấy, xe thì khô nha, đi làm nhưng vẫn khô rang. Đây, chỗ em nó nằm này, bác nhìn thấy này. Đấy, thì tất nhiên xe nào cũng vậy, là nhà vườn mà. Nhưng mà thuộc diện xe này là ok luôn, các bác không cần phải suy nghĩ. Đấy, rất đẹp. Đây các bác nha. Đấy, em lên sớm cho các bác để nào mà cần, để có cả loa thùng đứt đàng hoàng nghiêm chỉnh, không gian mở, tức là điều hòa là không gian mở bốn phương tám hướng. Đấy, như có lại mét tiếp đúc. Đấy, vỏ thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhé, cả vỏ cực đẹp đầy cao. Đấy, không bán chào đầu không, 145 triệu, hai cầu cầu lên rồi. Và cuối cùng thì em xin dừng tại đây. Hẹn lại các bác video sau. Các bác cái điện thoại cho em 0394 326 198. Xin chân thành cảm ơn.